Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục trong chương trình thanh lý ngày hôm nay, bên em thanh lý cho các bác một loạt củ 750. Cái củ này là củ ốp, tất cả là ốp bằng nhựa, cối tất cả là cối bằng nhựa, nhưng lại có hai đời. Một đời là cái củ này này, đây một đôi này này, thì là cái họng exit của nó là bằng họng to nhá, không phải là họng 1/4 nữa. Như cái này là họng 1/4 này, còn đây là họng 2 này, inch đi nhá, 2 inch nhá. Còn đây cái này này là 1/4 inch này, 1/4 inch này, à con này cũng 2 inch này. Đấy, tất cả đều cụ to, sao toàn cụ 2 inch à. Ui dồi, 2 inch này, hình như tháo ra không để ý rồi các bác ạ. Nếu mà cụ 2 inch thì này rất là được việc. Cụ 2 inch này thì nhiều các bác thích lắm, nhưng mà em không có để ý, bởi vì nó có mấy đời cơ. Có đời thì cụ 1/4, có cụ thì đời 2 inch. Đấy, không biết là cái này là cụ 1/4 hay là cụ 2 đây. À, cái này cụ 1/4. Đấy. Ui dồi, mang tiếng từ thường thôi, nam châm kém mà nó cũng hút nhau ra phết đấy các bác ạ. Không đùa được đâu. Thì đồng loạt tất cả giá như nhau nhá. Tất cả giá như nhau. Đều là 700 trên một đôi bao ship. Còn các bác nào mà mát tay lấy cả 3 đôi thì mỗi đôi em bớt cho các bác 100. Thì là 3 đôi là 2 triệu, à đâu 1 triệu 9. 3 đôi này nhá là 1.900.000, nếu các bác lấy cả, còn các bác lấy 2 đôi thì cũng giảm cho các bác. Ví dụ một đôi là 700, 2 đôi đáng nghĩa là 1.400.000, nhưng mà em chỉ lấy các bác là 1.200.000 thôi. Đấy, được chưa? Còn 3 đôi thì các bác thì nếu mà lấy cả thì cũng trừ cho các bác trong thì mặt tay gọi là thành lý. Với cấu hình tất cả đây đều là côn, dây tròn, không có dây dẹt. À, đôi ngoài cùng kia là ốp màu đen, cối bằng nhựa. Họng thoát là 1/4 inch. Và hai đôi đây đều là ốp bằng nhựa và cối là nhựa. Họng thoát là 1/4 inch, được chưa? Về cái phần côn, không biết là côn bao nhiêu thì để đo cho nó chính xác, đo cho nó tiêu chuẩn, chứ không đo theo kiểu vu vơ được. Đây em có cái củ này là của bên em bán. Các bác nào thích hàng rẻ thì bên em có hàng rẻ cho các bác. Con này là côn 72. Chứ không phải là côn 74, có đời nó côn 74, nhưng con đời này là côn của nó chỉ có 72 thôi, được chưa? Côn là 72. Đây nữa, em sẽ đo ở đây cho nó chính xác. 72. Đấy, chính xác là côn 72, không có 74. Đấy, 74 thì hay gọi 74 thì nó thường thường nó sẽ vào cái củ neo. Đấy, có đời côn 72, có đời côn 74, giờ không biết đường nào nằn rồi. Thì để chính xác thì em sẽ úp cái củ này xuống và thử. Đấy, ví dụ con này là vừa là côn 72 này. Em đây cũng có cả côn 74 nhá. Đấy, cũng có cả côn 74 ở đâu đây này. Chắc đống này là côn 74 hết rồi, bởi vì côn 72 thì nó sẽ bé hơn. Đây em lấy tạm cái côn bằng nhôm này để các bác xem cho nó khách quan nhá. Côn này là 74.4. Côn con này là côn xịn, côn xịn, dây dẹt. À, nếu như con này mà vừa thì là côn 74, nhưng đây em không thấy vừa, đó là côn 72, bởi vì 74 nó to hơn. Để chứng minh cho cái kiểu 72 và 74 thì em sẽ ốp hai cái vòng côn lên nhau. Các bác nhìn này, đấy thấy chưa? Côn 74 thì nó sẽ ôm trọn hết cả bên trong bên ngoài cái côn này. Đấy, các bác nhìn này, nó sẽ ôm bằng hết luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy, chứng tỏ là cái con này là côn 72 chứ không phải 74. Còn đây là cái vòng côn của con 74, 74.4 này. Đây lại giả lại chỗ của nó, côn của neo. Thì con này là côn 72 nhá, để các bác yên tâm. Vừa đây, tất cả là 72 hết. Nếu mà đã vừa thì nó là 72. Đấy, 72. Nó có mấy đời cơ. Đấy, Vừa là 72. Đấy, con này cũng vừa nốt rồi. Nhìn cái cỡ của nó rất là giống nhau, thì khả năng vừa rất là cao. Đấy, vừa, như vậy là côn 72. Được chưa? Với tất cả này thì cùng một giá em đã bảo rồi, cùng một giá. Nếu như lấy cả thì là 1.900.000, 3 đôi, 2 đôi thì là 1.200.000, 1 đôi là 700.000. Liệu các bác lấy một đôi
thì các bác đánh dấu đôi nào, ví dụ như là đôi này mã số 1 này, đôi này mã số 2 này, đôi này mã số 3 này. Đấy, lấy đôi nào được chưa, lấy đôi nào thì em sẽ bán đôi đó cho các bác. Còn trong trường hợp là các bác lấy rồi, đặt hàng rồi thì em sẽ có trách nhiệm là nhận hàng, nhận đơn của các bác. Ví dụ các bác ở gần đây tầm 30 50 cây gửi xe được thì không phải cọc kia gì cả. Còn anh em nào mà ở xa ấy, miền Trung miền Nam, cọc trước 100.000 cho nó yên tâm, gọi là đặt hàng để mà lấy, chứ không phải là đặt hàng cho là gửi bán đơn. Anh không hôm anh đàn anh tưởng là một hai ngày tới nơi thì anh đặt, chứ anh đặt tận cả tuần giờ mới tới nơi thì anh không đặt đâu, anh không mua nữa đâu thì chết em. Ui ôi, mất công gửi đi lắm. Bởi vì cái hàng thanh lý này thì em kể luôn nhá, các cái đời mà cũ loa như thế này bên em có bán mới, với cái kiểu như này bên em có bán mới, côn 72 có bán mới nhá, và giá của nó là 1.400.000 một đôi. Nếu mà côn 72, nếu như cái côn cũng loại cũ như này mà cối ốp của nó bằng nhựa này, à bằng nhôm, thì nó sẽ đắt tiền hơn, là vào 1.750.000, 1.700.000 một đôi, nó đắt hơn. Và côn của nó là sẽ là dây dẹt chứ không phải là dây tròn. Ôi đỏ đã tép nhá. Đấy, anh em giờ đang lắp đồ thì bây giờ cũng nói luôn cho các bác nhất, tất cả đây nha, côn là côn 72, có cái thì đã làm lại rồi và cái là chưa làm lại. Thanh lý của loa này cũng nói luôn cho các bác, có cái thì làm lại rồi, có cái chưa làm lại. Những cái này là nó bị bung keo ở viền này này, bung keo ở viền này này đã gắn lại, bung ép riêng này đã gắn lại nhá. Nhiều con là đã gắn lại keo ở viền rồi, nhưng còn cái côn dây tròn này thì không có nghĩa lý gì để các bác bảo là zin hay không zin gì cả. Cái côn này mua trên thị trường đẩy, nhà em cũng có bán, và giá thì nó là vào 200 trên một đôi. Đấy, tất cả côn thì gần như là như nhau. Đây các bác xem nhá. Ơi, kèn dọc nhá. Đây là cái côn này. Đấy, các bác xem nhá. Đây tất tần tật là đồ này là đồ thanh lý của khách. Khách nên dây hay là nên full ram gì ấy, khách họ trao đổi thì bên em sẽ nhận trao đổi và bán lại cho các bác với mức giá như thế này. Còn các bác vẫn thắc mắc tại sao bên em bán đắt, mua được đâu rẻ hơn thì mua, bên em thì bán phải có giá đó. Và giá 700 bao ship, cái tiền phí ship vận chuyển nó mất 100.000 rồi, thì tính ra là có vào 600 trên một đôi. Đấy, thì nếu như các bác lấy cả thì em đã bảo là khuyến mại rồi. Sau này lấy ba đôi này này thì em sẽ đóng vào một cái kiện nó to như cái kiện này này, to gần bằng cái kiện này này. Chi phí vận chuyển một kiện to này nó chỉ đắt hơn có vài chục nghìn thôi. Đấy, ví dụ nhá, một đôi này gửi nó mất tầm 60-80.000 này, hai đôi thì nó chỉ vào 100-120 thôi, nhưng ba đôi nó chỉ tầm 120-150 thôi. Đấy, nếu mà các bác tiện đấy thì đấy như thế. Còn ví dụ các bác một bác đấy này một đôi này, bác này một đôi, bác này một đôi này, ba đôi mỗi người một kiểu, mỗi người một nơi, thì là bị chi là vào gần 300.000 cái tiền phí ship vận chuyển trên ba đôi. Tức là cái hàng thanh lý này không lãi được nhiều, mà thanh lý nó còn bao ship, mà bao ship nó còn không nhận đặt cọc thì nghe có vẻ hơi khó xơi. Nhưng mà tiện đây thì em có nói luôn, đồ bên em bán là nó có thế. Và tất cả cái loa này báo luôn các bác nhá, loa hoạt động bình thường, loa hoạt động bình thường. Trước khi gửi đi cho các bác này em sẽ test thử. Còn về trong các bác trong khi các bác sử dụng ý, mà nó đang kêu xong là vặn to to này, kêu xong nó tịt ý, thì nó cháy, nó phải đen thui vào, cái vòng dây nó phải đen thui vào cơ thì hãng gọi là cháy. Còn các bác mở ra cái điểm mối hàn này này, nhiều con ấy nó rung động, nó bị rung động to, bắt đầu nó bung cái điểm keo ra, các bác phải hàn lại. Ơi, xanh vào đen, trắng vào đỏ. Ok các bác nhá, số lượng công ghi là tạm thời là như thế này đã, để sang huấn luyện lại thợ cái, chứ không bây giờ tí cái này gọi, tí cái này gọi, nghe có vẻ hơi củ chuối tí. Thì đây em cũng nói luôn nhá, hàng này là em thu hồi lại của khách, chất lượng của nó có như thế này thôi. Còn các bác nào yêu cầu chất lượng phải cao hơn anh mới mua ấy, thì thôi em chưa cung cấp được, bởi vì em cũng chưa tìm được cái nguồn nào nó lại rẻ mà lại chất lượng như thế này bán cho các bác. Trong ba đôi này thì là có ở đôi này là gần như là tình trạng gần như là mới cứng này. Đôi này là màu nó hơi xỉn thôi, nhưng mà nó cũng gọi là chất lượng. Và cái đôi này là gọi là ốp của nó thì có vẻ cũ thôi, nhưng mà cái cụ từ nó khá là đẹp. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.